Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Ninh Bình phối hợp với Hội Doanh nghiệp thành phố vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chiến sĩ nhập ngũ năm 2023 tại thôn Phúc Sơn 2, xã Ninh Tiến. Gia đình bà Lê Thị Hương là hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở, chồng mất sớm, có 3 người con, trong đó một người con là chiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, nhập ngũ năm 2023 tại Lữ đoàn 202 Quân đoàn 1. Tại lễ khởi công, gia đình bà Hương đã nhận được số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và An sinh xã hội thành phố, 60 triệu đồng từ Hội Doanh nhân thành phố. Các đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo và xã Ninh Tiến sẽ huy động lực lượng, đóng góp ngày công giúp xây dựng ngôi nhà. Đây là việc làm tình nghĩa và rất thiết thực để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống và động viên các chiến sĩ yên tâm rèn luyện trong quân ngũ, hoàn thành trách nhiệm của công dân đối với đất nước, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.